Đây là một dòng gỗ được mệnh danh là ổn định bậc nhất và cứng nhất của Việt Nam. Anh em mình nhớ, đó chính là gỗ chắc. Và trước mặt đây là một hình tượng cầu Bát Mã. Và anh em biết là hình tượng Bát Mã thì có rất là nhiều, như là Bát Mã Hội Tụ, Bát Mã Du Xuân, rồi là Mã Đáo Thành Công. Nhưng mà tác phẩm này của em, đây chính là hình tượng Bát Mã Phi Thiên, một trong những cái hình tượng hết sức tuyệt vời, thể hiện sự đoàn kết. Và em rất là tâm đắc một câu rất là hay là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Thì hình tượng Bát Mã cũng vậy, đại diện sự đoàn kết, cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nhau đạt được cái mục tiêu, đúng không ạ? Và sẽ gặt hái được những cái thành quả trong cuộc sống. Và với tác phẩm này thì được làm hoàn toàn là liền khối 100%, anh em mình nhớ. Những cái dáng chú ngựa đều làm tách biệt hoàn toàn với nhau. Và chất chắc cái tác phẩm này thì rất là đẹp, màu đỏ, màu đen đan lại với nhau tạo ra một giống như một bức tranh rất là tuyệt vời, anh em mình nhớ. Anh em nhìn kỹ cho em sẽ là đầu tiên anh em có thể là ngắm nhìn một chú ngựa, có thể là nhìn từng cái sợi hồng mao, những cái khối gân cơ trên chú ngựa đây đều làm nổi cuộn cuộn ra, rất là đẹp. Và ngay như cái sợi lông đuôi cũng vậy. Và còn hơn nữa thì bên dưới đó là những cái móng vó của chú ngựa cũng đều làm rất là kỹ. Và nếu như anh em nhìn từ xa, anh em không biết, còn tưởng là em làm là gắn từng chú ngựa vào, đúng không ạ? Nhưng hoàn toàn là liền hết, anh em mình nhớ, đều là móc hết gỗ ra. Đấy, em đưa được cả từng cái bàn tay vào phía bên trong cơ, anh em mình ơi, để thấy được cái sự là tỉ mỉ của tác phẩm này như thế nào, anh em mình nhớ. Và bên dưới đó thì có cả là những gốc cây tùng, và đây đại diện cho bậc chính nhân quân tử. Tác phẩm này thì được làm rất là đẹp, và em lựa theo cái thế gỗ tự nhiên, cảm giác như là những cái núi đất đá ở phía bên dưới luôn, anh em mình ơi. Và tác phẩm thì sẽ có chiều cao là được 52, chiều rộng là được 1m13 và chiều sâu là 32, anh em mình nhớ. Đấy, và nếu như mà anh chị em nào mà có quan tâm đến tác phẩm Bát Mã này, gỗ chắc, anh em ạ, thì hãy liên hệ cho em qua số hotline 08 7777 1996, và hẹn anh em trong video gần nhất.